Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau bàn những đối tượng về phản xạ. Phản xạ chính là những đối tượng như gương và kính có mức độ phản xạ khá cao ngay cả mặt nước. Để kích hoạt phản xạ chúng ta làm như sau. Ở ô reflection này, các bạn bấm vào đây. Với dải màu đen trắng này, các bạn càng tăng về trắng, đối tượng phản xạ càng mạnh. Mức độ phản xạ mạnh nhất chúng ta sẽ biến thành gương. Còn nếu mức độ phản xạ nhẹ hơn thì nó sẽ phản xạ nhòe. Bây giờ tôi kéo cao hết cỡ lên. Các bạn thấy rằng đối tượng sàn chúng ta đang có màu gỗ phải không ạ? Tôi kéo lên và render. Ok, thì thấy rằng sàn chúng ta chỉ còn chế độ bung mà thôi. Nó trong suốt rồi. Thì chứng tỏ với cường độ màu trắng lớn nhất thì sàn chúng ta sẽ biến thành tấm gương lớn. Bây giờ chúng ta cùng nhau render lại để xem đây phải là tấm gương lớn hay không. Bấm render. Tôi thấy ngay rằng đối tượng sàn chúng ta đã mất hết các cái màu diffuse và thay vào đó là màu reflect, tức là phản xạ mạnh 100%. Ở trên thế nào thì ở dưới phản xạ lại y như vậy. Có chăng chúng ta chỉ thấy một vài cái đường vân ở thành phần bung còn sót lại mà thôi. Vì vậy nếu các bạn muốn làm gương thì tốt nhất các bạn chỉ cần tăng màu này thành màu trắng là chúng ta có một tấm gương. Còn nếu như chúng ta chọn làm sàn gỗ thì mức độ phản xạ này tôi nghĩ là quá cao, chúng ta sẽ giảm lại. Tôi sẽ chọn màu hơi xám một chút cho nhẹ nhàng thôi. Có thể tôi dùng 30, Enter. Đương nhiên ngoài đen trắng các bạn có thể chọn những màu khác để mức độ phản xạ ảnh hưởng bởi màu khác. Bây giờ tôi ok. Mức độ 30 tôi render lại. Tôi thấy phản xạ có nhẹ đi. Nhưng các bạn hãy chú ý rằng những viền và mép của nó còn khá cứng. Tôi muốn rằng đối tượng phản xạ này ở gần các vật phản xạ thì nó trong, cứng rõ nét và càng xa nó mờ hơn để có thể hiện đúng chất gỗ. Để làm điều này chúng ta làm như sau. Trong ô vật liệu này có một tùy chọn như sau. Test có Smith. Tùy chọn này có ngưỡng từ 0 tới 1. Nếu bạn để 1 thì bạn thấy rằng bóng phản xạ chúng ta khá là gắt. Tôi sẽ giảm còn 0.75 mà thôi. Enter. Bây giờ các bạn thấy rằng ở đối tượng phản xạ này nó nhòe hơn rất nhiều rồi. Tôi sẽ render lại. Chúng ta thấy rằng mức độ phản xạ đã nhòe. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng đối tượng phản xạ chúng ta còn khá thấp. Tôi lại tăng tiếp phần refresh lên. Có thể tôi tăng lên 60. Enter. Rồi chúng ta ok. Và tôi sẽ khoanh vùng. Render lại phần này cho nhanh. Để đối tượng ta trông thật hơn nữa. Ok, bây giờ các bạn đã thấy chúng ta có những vùng bóng mờ rồi. Nó rất giống sàn gỗ. Còn nếu chúng ta yêu cầu bóng cao hơn, chúng ta có thể tăng lại ở phần này. Tôi tăng lên. Có thể 100. Enter. Ok tiếp. Các bạn chú ý phần này. Nếu như một vài thành phần bóng quá thì những phần mờ này, các bạn sẽ thấy có những hạt bụi. Để khử những hạt bụi này, các bạn tăng phần sức ít. Tức là độ phân chia bề mặt lên. Tôi tăng lên khoảng 40 và tiếp tục render. Và đó là một điều rằng các đối tượng phản xạ chúng ta dưới này khá là mịn màng, đương nhiên sẽ đi kèm một thời gian khá là lâu. Vì vậy khi thêm cái đối tượng xuất tiết này, các bạn hãy cân nhắc. Đã xong rồi, các bạn thấy nó rất mịn phải không? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến thành phần refraction, tức là độ khúc xạ của vật liệu.